em bán lừa búp đỏ nha bà con, hay gọi là xi búp đỏ. Cái này là nhánh chiếc lừa xi đỏ này thì em có chia sẻ hôm trước rồi nha, hai cây em có quay cụ thể. Còn đây là nhánh chiếc, cây cỡ nhánh chiếc này nó cỡ nắm tay giữa nè bà con, nó cao khoảng 50, cành nhánh thì cũng khá là nhiều. Mấy cái búp này nó già nè, nó héo rồi đó, nó là búp đỏ không phải búp hồng nha. Đây là mấy cái cỡ cái đỏ đỏ này, này là lâu ngày á, mới cắt nó mất sức thôi nha bà con, cái đoạn đỏ nó cũng rất là dài. Nhưng mà cái cây trồng khỏe rồi thì nó dài lắm, em có quay cái clip trước rồi, đỏ rất là dài. Bây giờ cái dòng này nó có trái nha bà con, đây là trái đây, đấy trái nha, nó tự trái luôn nè, tự trái, trái còn phụ thân nữa. Cái này là những cái trái này nó mới đậu trên nhánh thôi nè, trái còn phụ thân nữa nha bà con, trái rất là nhiều. Đây. Đây. Cây nào thì cũng đỏ như nhau thôi, không có cây nào mà không đỏ hết. Ví dụ như bà con này là mình chiếc cái nhánh này mình về mình trồng một thời gian, mình sẽ cắt cái này mình ghim, cắt cái này mình ghim, cắt cái này mình ghim, nhanh lắm nó ghim chừng 10 ngày là ra rễ rồi. Ví dụ bà con trồng 100 cái đọt như vậy ha, thì nó thế nào nó cũng có 1-2 đọt xanh ha, cái đó là lẽ đương nhiên thôi. Nó cái dạng này nó giống như đồ biến á, thì em sẽ lấy quan sát một cái cây vậy, nhiều khi nó chừng cả ngàn nhánh nó cũng có 1-2 nhánh đọt nó màu xanh hay màu cam, dạng này nó giống như đồ biến nhưng mà nó không bao giờ nó quay lại đó là màu xanh hết đâu nha. Đầu đầu thì chỉ có 1-2 nhánh, tỷ lệ chưa được 100% rất là ít. Có những nhánh thì những nhánh là 100%, những nhánh thì 99.9% thì cái đó bình thường nghe bà con. Nhiều khi bà con trồng nguyên cây cái có chục đọt màu trắng với màu đỏ, cái gam đọt màu xanh của bà con là hồi bán không có đúng cây, tự nhiên cái cực giật nó vậy, không có chuẩn xác 100%. Tại vì dòng này nó giống như là đủ biết là cái đoạn đỏ này bà con nhìn, đoạn đỏ này, đoạn đỏ này là một gan tay anh nè, mà cây này trong tình trạng cắt nhánh tất nhiên là nó sẽ yếu nha bà con, tất nhiên là nó sẽ yếu là cái chắc rồi đó, là nó yếu mà cái đọt nó dài như vậy, nó đỏ vậy, mà lúc mà nó mạnh khỏe mạnh rồi ra đọt mới là nó dài lắm nha bà con nè. Nói chung cái dòng này anh chia sẻ mấy cây rồi, hai cây rồi, em quay rất là nhiều rồi, lúc từ cái lúc mà nó mới ra đọt non cho đến lúc mà nó già rồi thì em quay từng giai đoạn hết. Em chiếc nhánh là nhánh rễ nhiều lắm. Ôi mà cái dòng si gừa si này nó dễ sống lắm kìa bà con. Ví dụ như đây là có mấy chục cái, có mấy cái nhánh vậy bà con, về cắt nhánh về, cắt nhánh về ghiên sống chút dễ sống lắm. Hai nhánh mỗi nhánh 300k nha bà con. Đây khi mà em vận chuyển với bà con về thì có một cái loại lá nó hư thì là này nọ thì bà con cố gắng, tại vì cái này cây nhánh chiếc mà nó đâu phải như cây thành phẩm mình nó nguyên vẹn nè. Trái nè, trái đâu là trái à, cái này em nghĩ nó lớn trái, em biết nó lớn trái luôn, cái này mới trái non, trái lớn. Em có 5 nhánh giống như nhau nhưng mà không đó, cỡ cỡ gì đây thôi. Cái này nó héo là do mình cắt mà tàn, để cái nhiều cái lá nhiều quá đó thì nó héo thôi bà con. Về mình hái lá vớt thì mình chuyển đi. Mỗi nhánh 300k bao gồm phí vận chuyển đó, như cái nhánh này là nó dài thân nè, cái nhánh này thì nó có mức đó đây đây con. Nói chung cái tỷ lệ sai số chỉ 0.1% thôi bà con. 300k bao gồm phí vận chuyển, bà con muốn lấy gì bà con ai nhiêu thì liên hệ với Hoàng Dũng 0983755712. Phải có nhánh bụng, có nhánh cao, có nhánh có trái, có nhánh có trái, có nhánh không cỡ cỡ nè, ngón tay nè bà con đó, thì chủ yếu là làm giống thôi cho nên nó tương đối thôi nha bà con. Cái đầu thì nó đỏ vậy thôi. Nói
chân cái cây nào nó cũng đỏ thôi, chẳng qua đọc nó ví dụ như ngay chân cái nhánh này nó mới đâm tượng non thì nó đỏ, còn nhánh nào mà nó đâm tượng non lâu quá thì nó đỏ hơi hơi đấy, ví dụ như đây đó. Rồi ok, và cầu yêu liên hệ với bạn Dũng 0918755712, dòng này có trái đẹp lắm. Tám bảy năm năm bảy một hai em tại Zalo số này luôn nha bà con, có gì liên hệ với Hoàng Dũng 0918755712. Đây là này đó, lá đẹp quá trời đẹp. Em này mà làm cỡ 20 bình, không 20 bình hơi bị nhỏ, cỡ 30 bình là chơi là ok rồi bà con. Em cái dòng suy này, suy gừa này thì nó chịu nước. Đây là cái cây này là bản gốc miền Tây nha bà con. Cái xì này thì nó chịu nước cho nên là mình làm cái dáng đà, kiểu dáng đà được, nó buông rễ nha bà con. Nói chung thằng này nó hòa rễ. Cái xì gừa, xanh xì gừa này nó cùng họ nha em, hay không thì em không gần, nhưng mà cái dòng này là nó hòa rễ, nó buông rễ. Miễn mà cái tháng trời mà mưa nhiều thì như trong Nam thì em mưa nhiều là nó buồn rễ, thì cái cây mà nó mang tính hòa rễ thì mình dễ làm dáng đa nha bà con, cho ăn rồi. Em chỉ có 5 nhánh thôi nha bà con.